Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Nhận định bóng đá Hoàng Anh Gia Lai với Hải Phòng, 17 giờ ngày 19 tháng 8. Huynh đệ ơi, huynh đệ à. Những người cũ sẽ trở về phố núi nhưng cuộc chiến giữa Hoàng Anh Gia Lai với Hải Phòng sẽ chẳng có chỗ cho tình huynh đệ khi mà đôi bên đều mang trong mình khát vọng khẳng định bản ngã. Những đứa con trở về Hoàng Anh Gia Lai đã chơi không tệ trước Hà Nội FC nhưng họ lại ném đi những cơ hội ngon ăn được tạo ra. Hàng phòng ngự của đội bóng phố núi cũng đã không hoàn thành nhiệm vụ khi bị chọc thủng hai lần khá chóng vánh. Cho đến hôm qua, những dư âm về chuyện trọng tài Ngô Duy Lân mắc sai lầm trong tình huống Duy Mạnh dẫm lên chân Bruno vẫn còn ầm ĩ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không thể lấy đó làm lý do để ngụy biện cho trận thua của Hoàng Anh Gia Lai. Thầy trò huấn luyện viên Kiati sắp phải sống một cuộc sống mới sau trận cầu tâm điểm ở vòng 12. Họ cũng không được phép chênh choáng, lôi là nếu như không muốn Hà Nội FC bỏ xa hơn nữa trong cuộc đua vô địch. Nói thẳng ra, bằng mọi giá Hoàng Anh Gia Lai phải giành chiến thắng trong phần còn lại và chờ đối thủ sẩy chân. Nên nhớ, Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn một trận lượt về với đối trọng Hà Nội FC ở vòng đấu hạ màn. Đây mới chính là trận siêu kinh điển của mùa giải bởi trên sân Pleiku có thể sẽ tìm ra nhà vua mới của V-League. Trở lại trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai với Hải Phòng trên sân Pleiku, người ta sẽ được chứng kiến sự trở về của những đứa con phố núi như Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho hay những người cũ hơn như Lê Trung Hiếu, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Thành Đồng. Trong số này, những cầu thủ như Quang, Hưng, Nho dù ăn cơm, hưởng lương của Hải Phòng nhưng vẫn đang thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai. Cũng không ngoại trừ khả năng, vài cái tên sẽ quay về tiếp tục khoác áo Hoàng Anh Gia Lai sau khi hết thời gian phục vụ đội bóng đất cảng. Tình là cái chi trước mắt Việt Hương và các đồng đội sẽ cầm súng chống lại đội bóng chủ quản của mình. Sẽ không có chỗ cho tình cảm và sẽ chẳng có chuyện huynh đệ ơi, huynh đệ à. Dám chắc, những người được cho đi sẽ chơi với tất cả những gì có thể để chứng minh bản ngã và giá trị thương hiệu. Họ cũng chiến đấu vì đội bóng đang cho bản thân một cuộc sống hạnh phúc, cho những chén cơm ngọt lịm đang ăn mỗi NGAID. Tuy nhiên, sẽ chẳng có gì dễ dàng khi mà Hoàng Anh Gia Lai buộc phải giành những điểm số trọn vẹn để tiếp tục nuôi giấc mơ bá chủ. Trận này, Kiatisak sẽ có đủ những ngôi sao tốt nhất, bao gồm cả Công Phượng, người đã bị ốm và phải vắng mặt trong trận thua Hà Nội. Điều quan trọng, đội bóng phố núi sẽ chơi như thế nào trước một Hải Phòng, vốn dĩ không còn là một con nhân sư với họ. Chắc chắn, thầy trò Kiatisak vẫn chưa nuốt trôi thất bại 0-4 tại giải Tứ Hùng được tổ chức trên sân Lạch Tray. Vô số những sai lầm ngớ ngẩn đã khiến cho Hoàng Anh Gia Lai phải trả cái giá quá đắt. Đáng nói hơn, những người quen Việt Hương, Thành Đồng đóng góp mỗi người một bàn thắng, còn Ngọc Quang mang về một quả 11m cho Hải Phòng. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, Hoàng Anh Gia Lai không còn là của ngày hôm qua như cái cách mà họ khuỵu gối tại Lạch Tray. Văn Toàn và các đồng đội sẽ ra sân với 200% sức mạnh để khuất phục đối thủ hòng níu kéo giấc mộng bá vương. Một trận đấu đáng chờ đợi khi có đủ những cung bậc tình cảm và cả những cuộc đấu trí trên sa bàn giữa hai nhà cầm quân xuất sắc bậc nhất ở thời điểm hiện tại. Cho nên sẽ rất phí phạm nếu không ngồi trước màn hình hoặc săn cho mình một chỗ ngồi trên tiểu Emirates. Quý vị và các bạn đánh giá thế nào hãy để lại bình luận bên dưới. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ Netsport 247 nhé!